Sau gần 4 tháng bị tạm giam, Ngọc Trinh chính thức được tòa tuyên án 1 năm tù treo trước sự vui mừng của nhiều người, trong đó có Đàm Vĩnh Hưng và một số sao Việt nổi tiếng. Sáng ngày 2 tháng 2, phiên tòa xét xử Trần Thị Ngọc Trinh, người mẫu Ngọc Trinh, đã chính thức diễn ra. Sau nhiều giờ làm việc, Viện Kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo 6-9 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng. Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM từng truy tố Ngọc Trinh với khung hình phạt 2-7 năm tù vì có tình tiết tăng nặng là phạm tội nhiều lần. Nhưng hiện tại, Viện Kiểm sát đưa ra mức án nhẹ hơn, đồng thời đề nghị tòa ghi nhận cho bị cáo nhiều tình tiết giảm nhẹ như nhân thân tốt, thành khẩn khai báo và có đóng góp cho xã hội. Sau thời gian nghị án, hội đồng xét xử nhận định hành vi của Ngọc Trinh không thuộc phạm tội có tổ chức như cáo trạng quy kết. Tại tòa, nữ người mẫu đã biết ăn năn hối cải, lại từng tham gia nhiều công tác thiện nguyện. Tòa xét thấy không cần thiết cách ly bị cáo ra khỏi xã hội nên cho hưởng án treo 1 năm tù. Trước đó tại phiên tòa, Ngọc Trinh thừa nhận đã thực hiện hành vi giống cáo trạng truy tố, tuy nhiên cho biết bản thân không cố tình vi phạm. Cô khai vì xem một số clip có động tác khó trên xe mô tô nên thích thú, bộc phát và tự tin mình làm được mới nhờ thầy Đông hướng dẫn, dù được khuyến cáo rất nguy hiểm. Cũng tại đây, Ngọc Trinh đã gửi lời xin lỗi đến bị cáo Trần Xuân Đông, trợ lý của mình và những người khác đã bị liên lụy. Thâm tâm bị cáo luôn mong muốn phải làm đúng. Bị cáo không cố tình vi phạm, chỉ vì nhất thời sai phạm lúc nào không biết. Đây là bài học quá lớn đối với bị cáo. Mong tòa xem xét giảm nhẹ cho bị cáo nhớ người thân của mình. Bị cáo sai, có lỗi, cô nói lời sau cùng. Sau thông tin Ngọc Trinh bị phạt 1 năm tù treo, nhiều sao Việt như Đàm Vĩnh Hưng, Lê Giang, Trang Trần, Vũ Khắc Tiệp đã lên tiếng chúc mừng nữ người mẫu được trở về nhà đón Tết cùng gia đình. Trên trang cá nhân, ông bầu Venus, bạn thân của Ngọc Trinh đã đăng tải dòng trạng thái chúc mừng em. Đáng chú ý, khi có một người anh để lại bình luận chúc mừng hai em, Vũ Khắc Tiệp đã chủ động cảm ơn người này. Ông Hoàng Nhạc Việt Đàm Vĩnh Hưng cũng nhanh chóng đăng tải dòng trạng thái chúc mừng người đẹp Trà Vinh. Cụ thể, anh viết, mừng gớt nước mắt, chúc mừng bé Trinh, ăn Tết ngon lành vui rẻ nha em. Là người từng tham gia diễn xuất với Ngọc Trinh trong bộ phim Chị em 2, Lê Giang cũng đăng tải hình ảnh của cả hai kèm theo chia sẻ, mừng và thương em. Trang Trần dù đang ở Mỹ cũng không quên nhắn gửi đến đàn em, sau khi được trả tự do, về nhà thôi em. Chắc chắn ai hiểu và biết em đều sẽ thương em, mừng vô cùng cho em. Với chị em là một cô gái tử tế và thương người, pháp luật đã khoan hồng với em. Thời điểm phiên tòa đang xét xử, đạo diễn Vũ Ngọc Đãng viết trên trang cá nhân, cầu mong hôm nay điều tốt đẹp nhất sẽ đến với Ngọc Trinh. Bên dưới bài đăng, Minh Hằng đã để lại bình luận, 3 tháng qua đã là quá đủ, mong em ấy được trả tự do bác ơi. Nghệ sĩ Công Ninh cũng bày tỏ, mong Trinh sẽ gặp may mắn, mong con được khoan hồng. Thương con, vợ nghệ sĩ nhân dân Công Lý viết, thương cô ấy bác ạ, mong cô ấy gặp may mắn. Đặc biệt, trước khi phiên tòa đi đến kết quả cuối cùng, Đỗ Mạnh Cường đã có bài đăng trên trang cá nhân chia sẻ về câu chuyện vướng vào vòng lao lý của Ngọc Trinh. Mặc dù không ưa vì nhiều lý do cá nhân nhưng cũng mong cô ấy sẽ gặp may mắn được khoan hồng hôm nay, chắc chắn cô ấy đã có một bài học rất lớn trong cuộc đời của mình rồi, anh viết. Được biết, trong thời gian Ngọc Trinh còn hoạt động nghệ thuật, cô thân thiết với khá nhiều nghệ sĩ như Diệu Nhi, Minh Hằng, Quỳnh Thư, Linh Chi và rất đông tên tuổi đình đám khác nhờ làm việc đa năng ở nhiều lĩnh vực.